cái dự thảo là đội của tao. Tao thích dạy như nào là đội của tao. Mày thích làm gì? Dường cương 9 chấm cơm, thử 10 con súng Free Fire, chỉ với 10k. Các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay Scar Titan 9999 kim cương và còn nhiều vòng quay hấp dẫn chỉ có tại Dường Phúc 9 chấm cơm. Các bạn nhanh tay truy cập đường link bên dưới để tham khảo nha. Chào các bạn nha, mình Dường Phúc 9 đây. Thì như sự việc mọi người đã biết thì hôm qua mình cũng quay đoạn video với mọi người đã biết là thì ngày hôm nay mình rất là bức xúc của mình. Thì hiện tại thì Thảo cũng có cái hôn ước với một bạn nào trong làng xóm gì em cũng là mình cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà thì hôm qua thì mình cũng có hỏi được một bạn thì bạn ấy cũng cho số mình và mình cũng gọi điện là hẹn hôm nay là 9 giờ có mặt. Bây giờ là 9 giờ 13 rồi các bạn ạ. Thì mình đang ở đầu làng, cổng làng người Thảo đây, thì hiện tại thì mình cũng với anh Béo là có chịu lắm rồi, mà phải gặp trực tiếp để nói chuyện cho nó các bạn ạ. Thì bây giờ mình gọi điện cho nó xem nó đang ở đâu các bạn ạ. Không gọi đi sao? Mỗi người dân, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh hãy thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch. Anh đang đâu ấy? Tôi ở Chiến này. Tôi Chiến này. Chiến à? Ừ. Tôi đang ở cổng quán cổng làng đây. Đúng hẹn rồi, 9 giờ mới ra mình vào. Đến lâu rồi. Bây giờ ông ra không? Mày ông vừa đấy, ông đợi tí nhá. Ok, ông ra luôn đi nhá. Chờ 10 phút nhá. Ok, ok. Đây các bạn ạ, thì mình cũng gọi điện rồi các bạn ạ. Nghe giọng bướng nhỉ. Đợi tí nó ra rồi là bọn anh em chúng tôi nói chuyện rồi sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Thật là nếu mà nó không kiểu là Thảo nói là nó định đánh Thảo ấy thì không biết là thật không, nhưng mà mình nghe câu này mình rất là khó chịu, nhưng mà phải gặp trực tiếp để mình hỏi xem như nào. Bây giờ mà mình với Thảo yêu nhau 2 năm rồi, bây giờ mình chưa dám đánh Thảo cái nào, mà bây giờ nó định đánh Thảo. Trong khi đó thì mẹ chơi nói với Thảo mình nghĩ là cũng chưa quen nhau mấy đâu. Thật là cùng làm thôi nhưng mà chúng chắc chưa quen nhau mấy đâu các bạn ạ. Mày đang thiếu không chia à? Thì bây giờ em gặp anh là hỏi anh cái chuyện Thảo ấy, thì em nghe nói là anh cũng có sắp đặt của gia đình Thảo với là gia đình anh là có hợp với Thảo, thì nói thật là em cũng em yêu Thảo được 2 năm rồi. Rất em nghe cái tin này rất là buồn. Thứ hai nữa là hôm qua Thảo nói với em là anh hôm nay anh có gặp nó ví dụ say, nhưng mà anh còn định dọa đánh nó ấy. Thì em hỏi là có thật không? Nó đứng cày như là sao? Bây giờ anh đánh con gái thì ta chuyện gì không? Không được, sau này là vợ của tao thì như thế nào? Nhưng mà em mới nói này, em cũng biết là chỗ này như nào, nhưng mà hiện tại là em với Thảo yêu nhau. Đấy, nên là em muốn chuyện của mày. Đấy, bây giờ tao nó có hôn nước rồi được chưa? Nhưng mà bây giờ anh đánh nó là em cảm thấy em không thích. Với lại là bây giờ em đang yêu mày làm gì tao hả? Tôi nói với bạn này, như bây giờ như này nhá, là cái Thảo nó là người yêu của Chiến hiện tại đúng không? Đấy, nó cũng là em gái của tôi đấy. Thì bây giờ bọn tôi chỉ muốn hẹn bạn ra đây để nói chuyện rõ ấy, là giữa bạn và cái Thảo nó chưa có một cái mối liên kết gì đấy đúng không? Đấy nên là tôi muốn nói cho bạn biết ấy, là cái Thảo nó là em tôi đấy, cho nên là bạn làm gì thì làm đúng không? Bạn có nước hay không hoặc là bạn mình không cần biết đấy, nhưng bạn chỉ cần biết là bạn đừng bao giờ sờ vào nó, đừng bao giờ đánh nó đấy. Nên là em gái mình còn chưa dám đánh nó cơ, thì bạn có cái quyền gì bạn đánh nó đúng không? Em chỉ yêu Thảo 2 năm rồi, nên là tưởng là chưa đánh một cái nhẹ nó luôn thật thôi. Bây giờ ông vừa mới có cái hôn ước như thế mà ông đã định đánh nó, thế sau này cưới về nó như nào? Bây giờ tôi có tình cảm nó, bây giờ sẽ chia tay nó đâu mà ông làm thế? Mới có nói bạn này. Hôm nay ấy, nói chung ấy, là bọn tôi gọi ra đây là không phải là nói những chuyện với bạn theo cái kiểu dạng như là bạn ấy đấy, bạn khích đấy. Đấy, hôm nay bọn tôi gọi bạn ra là để nói chuyện một cách hẳn hoi, bạn hiểu không? Đấy, không phải là để đánh nhau, nên là bạn có những cái giọng chẳng như được khó nghe, như là bạn không thích đấy hay là tao thích đấy. Đấy, tao thích như thế làm sao? Nói chung mày làm gì? Nói chung là hôm nay bọn tôi đến đây thì chả làm gì cả. Bọn tôi chỉ nhắc bạn một điều như này này, là con em gái tôi ấy, đấy, bao lâu ấy mà kể cả nó như thế nào cũng chưa bao giờ tôi động chạm với nó. Thế là bạn đừng bao giờ bạn bỏ cái thái độ ra là động chạm một người đó, là bạn định đánh nó. Với cái thứ hai nữa tôi nói bạn này, là bọn tôi gặp bạn là trên siêu thị là
giữa hai người, đấy, giữa ba người và nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không phải là gặp bạn xong là để đánh nhau hay là để gây sự với bạn. Nên là mình cần thứ nhất ấy, là bạn nói chuyện lại theo kiểu lịch sự đấy, giữa mấy anh em với nhau cho nó tình cảm. Đối với Thảo từ trước giờ là có cô nước rồi đúng không? Bây giờ tôi vừa mới đi làm về đấy, sau trước sau gì tôi cũng nhau bên nhau đúng không? Đấy bây giờ vợ tôi sau này chắc chắn là Thảo là vợ tôi rồi. Bây giờ vợ tôi phải dạy đúng không? Dạy sai tôi phải sửa đúng không? Nhưng mà tôi bảo bạn này, nó chỉ là cái hôn ước thôi đấy, nên là cái phong tục tập quán của các cô các chú các cụ ngày xưa thôi. Đến tầm này thì tôi nói bạn này hôn ước hay không hôn ước thì nó chả có tác dụng gì đúng không? Khi mà Thảo nó không yêu bạn đúng không, thì bạn có lấy về thì liệu bạn hạnh phúc hay không đấy, tôi chỉ nói đơn giản thôi. Còn chưa có cái gì cả mà ông đã như thế này, lúc lấy về ông để đánh nó giết nó à? Không đéo cần biết, đây là vợ của tao đúng chưa? Không phải để làm gì tao. Tôi nói bạn này, bọn tôi hôm nay hẹn bạn ở đây ấy, là chỉ để nói chuyện bình thường đàng hoàng thôi, chứ không phải để gã gấp đánh nhau, bạn hiểu chưa? Tôi ở đây tôi muốn bạn hiểu vấn đề là như này này, là bạn ấy đúng không, chỉ là mới chỉ là hôn ước thôi, bạn đéo có cái quyền gì bạn đòi đánh nó đấy, mình chỉ nói thế thôi đấy. Bây giờ Thảo là vợ của tao, nó thích chạy như nào là vợ của tao, nhưng mà bạn thích làm gì? Không nhau. Hả? Hai em nói chuyện thì không phải đánh nhau. Sao? Như nào? Tao á? Thôi. Mẹ em sao tao không dám ăn mày? Như nào? Em đã bảo đi nhà tới đây nói chuyện này, đánh nhau gì điên. Chúng mày thì bạn đi thì ăn ngồi mày á. Ông ngồi xuống. Ông ngồi chuyện nói chuyện bình thường, không phải đánh nhau. Ngồi xuống. Mày lấy mặt tao. Ông ngồi xuống. Đi nhà tao chiều, được chưa? Chơi bệnh à mày? Thôi. Chơi đi. Mẹ ó, mình đến đây mình sợ cái này. Nên 12 anh em mình đến tận làng nó mình sợ gì? Anh em mà xem cái thái độ nó nói chuyện như thế mà mày không nhìn được à? Bây giờ nhau làm gì? Đất việc ra. Em nói về nhà đấy nhau làm gì? Ra ra gây chút tâm gì? Quá chịu ra. Mẹ em xem cái thái độ nó nói chuyện nước cao nước cất, ghét bỏ mẹ. Thì bây giờ anh em mình cứ gây sự làm gì? Bây giờ đánh nhau ra nó mệt người ra. Bây giờ mình làm gì? Bây giờ đánh đúng mày đánh nhau bây giờ thành sai luôn, anh hiểu không? Thôi đi về đi.